cái chao rất lâu. Số lượng lớn là phải cắt đấy. Quý vị thân mến, hiện tại sáng hôm nay Phota đang có mặt tại đường Cách Mạng Tháng 8 quý vị ạ. Thì khi mà đi ngang ở đây này, Phota thấy có chiếc xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ quý vị. Nhìn khách rất là đông luôn. Thì Phota muốn ghé vào hỏi thăm cũng như chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị. Và khi mà vào đây Phota thấy có cây thịt nè quý vị. Nguyên một cây thịt luôn. Cây thịt xoay quý vị. Xong nó này không lấy gì. Có hai ổ không cà rồi. Rồi. Ổ này lấy xe lắc thôi. Có anh ở đây thường là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy anh? Đến lúc khung giờ này em từ 6 giờ tới 11 giờ sáng giờ chiều đi. Dạ. Đây vậy. Buổi sáng từ 5 giờ 45 tới 10 giờ 45 quý vị, buổi chiều là từ 3 giờ tới 10 giờ đêm. Nghỉ chiều chủ nhật. Ở địa chỉ là 89 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1. Có số điện thoại là 0946005008. Ở đây mình có giao hàng không anh? Có em. Có giao hàng luôn. Thì nếu một quý vị nào mà muốn thưởng thức thì có thể liên hệ qua số điện thoại đó. Cái này làm chính bằng cái nhiệt á anh. Bằng cái nhiệt điện á. Nhân đạo quá. Cái này thịt bắp hay là bánh gì vậy ạ? Cái này là thịt bắp hả? Đúng rồi, thịt vai. Thịt vai. Yeah. Yeah. Bây giờ chơi cái dao. Dùng mấy cái khúc vào dưới đó đây là phải sát dưới là bị dao. Phải dùng dao. Còn cái này nhiệt độ nóng nó mới chín nha. Anh ha. Cực nóng luôn nha. Thì thịt vừa ra là còn nóng thôi. Dạ. Nó chín từng nào là mình cắt từng đó vậy anh á? Đúng rồi, chín lớp ngoài thôi. Dạ. Cái này mình đã ướp sẵn gia vị rồi nè hả? Ướp sẵn gia vị rồi, khi dạ. Vô mô hỏi như vậy là mình bán bao nhiêu vậy anh? Ổ là 25.000 em ơi. Dạ, có hai loại bánh mì dài và bánh mì tam giác. À dạ. Bánh mì dài là bánh mì truyền thống, còn bánh mì anh ngoài chiếc xe của mình đi ra thì còn có chiếc xe nào của chi nhánh mình không anh? Không em, là có một xe duy nhất thôi. Như vậy là hay làm gì đó chị? Quá trời thịt luôn. Mày dồn rộng luôn hả? Một ổ cắt đôi. Xe bánh mì nhỏ thôi quý vị, nhưng mà ở đây vừa thấy là có 4 người bán nha quý vị. Đó. Anh Nguyên, một cây thịt này mà ban đầu là khoảng bao nhiêu ký anh? 30 ký em. Wow, 30 ký. Dạ, còn khoảng 10 ký. Dạ. Yeah. Không gà gì luôn, không còn chua. Mấy ổ chị? Tam giác hả? Tam giác nhồi trong không nghe rõ nữa. Ở đây có hai loại bánh mì nha quý vị, bánh mì truyền thống với lại bánh mì tam giác.
tam giác là theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ gì đó phải không anh? Dạ à, đúng rồi em. Dạ. Có cà chua với lại đu đủ. Đây là salad với lại dưa leo. Giống như là cái nón cái gì á. Một người đứng xắt thịt quý vị, một người bỏ thịt vào bánh mì, một người bỏ rau, một người giao cho khách, có bốn người. Đây vì ơi, cô ta vừa mới tìm một cái công viên á. Cái công viên nhưng mà không có ai ở trong đây hết quý vị ạ. Chỉ có... Sao mấy con này nó nhanh ghê quý vị ạ. Cô ta mới lại cái là nó biết nó chạy lại liền quý vị. Đây, ổ bánh mì Minh Tuấn 25.000 quý vị. Bánh mì này là bánh mì truyền thống. Nhưng mà cái thịt á, là theo Thổ Nhĩ Kỳ. Nên nó có sự kết hợp. Bởi vì nhá, ổ bánh mì nặng lắm. Đó, cầm nặng thịt à, 25.000. Ở khu ta đi xa thì nó mà thấy giòn à. Bánh mì ăn không bao giờ ngán. Ê rồi, lết rồi.
tại cái thịt này anh sắc nhỏ ấy, nên nó dày rất lắm. Đu đủ quá gà lên à, cái này giá hay đu đủ đó, đu đủ hôm nay phải ngồi đây, quý vị thấy chưa, cây xanh nhiều không, nhìn nó mát. Cái thịt nó ăn thấm ngon quá vậy. Cách đây vài năm về trước quý vị, khoảng 3-5 năm á, thì lúc đó cái bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ á, qua thấy rất là thịnh hành luôn. Đi ở trên vỉa hè á, thấy rất là nhiều xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi đó giống như là cái đợt mới quý vị, còn mới lạ, nhưng người ta bán nhiều lắm. Cái thời gian gần đây thì hình như cũng giảm bớt rồi, còn một vài xe thôi. Cũng có nhiều kiểu bánh mì mà Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mà giống như là nhượng quyền á quý vị, nên nhìn chiếc xe nào nó cũng giống nhau hết đó. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ á thì ăn nó lạ quý vị, nó lạ nhưng mà nó không được giòn giống như bánh mì này. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ thì nó tam giác, ăn nó lạ nó cũng ngon nhưng mà nó không có giòn bằng. Hồi lúc trước tôi không có ăn mấy lần rồi. Vì thấy á, thịt nó quá trời đúng không nào? Ăn được á quý vị. Bánh mì ở Việt Nam mới xe là một cái phong cách bán khác nhau quý vị hả. Bây giờ quý vị thấy bữa quay á, không xe nào giống xe nào cả, xe nào cũng có một cái cách bán đặc biệt khác nhau. Có nhiều chiếc xe nhỏ chút xíu à, nhưng mà cũng gọn gàng đầy đủ lắm, sắp xếp cũng đẹp. Còn có những chiếc xe bự, thật là bự vậy nè, thì đeo những cái miếng thịt á, đeo quay á. Đúng ra ở Sài Gòn sướng ghê, ăn bánh mì gì cũng có. Hôm bữa tôi đọc bình luận á, có chị hay có bạn nào đó nói là người ở miền Nam nhưng mà lấy chồng ở miền Trung, rồi sau đó đi tìm không nơi nào mà bán được có cái bánh mì giống như bánh mì ở Sài Gòn quý vị. Nên là thèm bánh mì Sài Gòn á. Đó là ở Việt Nam thôi nha quý vị. Chứ nếu mà quý vị giống như ví dụ quý vị ở đây mà quý vị lấy chồng ở nước ngoài nữa, chắc là thèm dữ dội luôn á. Có đu đủ để ăn được. Nặng nhiều quá. Thì thôi nha, ta phải dừng ở đây nha quý vị. Thì nếu mà quý vị có đi ngang qua ở địa chỉ là 89 đường Cách Mạng tháng 8 thì quý vị có thể ghé về giùm thường nha. Anh bán hình như là nguyên ngày luôn, chỉ nghỉ buổi trưa thôi. Đây thì một hộp như vậy là 25.000. Quý vị thấy ăn được ngon. Rồi, quý vị nhớ nhấn like, share, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho VinaTV nha quý vị. Còn 8.000 nữa thôi quý vị á, khoảng 8.000 nữa thôi là đạt được nút bạc rồi. Hy vọng quý vị ủng hộ cho Phú Tha nha. Bye bye và hẹn gặp lại.